Các thị trường châu Á đóng góp gần 80% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Riêng 4 thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản đóng góp gần 60%. Nguồn khách châu Âu tăng trưởng khả quan, trong đó có các thị trường chính như Anh, Pháp, Đức tăng từ 20 đến 30%. Đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực đơn phương nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày. Chính sách thị thực lợi nhuận, các chương trình xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với những giải thưởng du lịch quốc tế danh giá thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.